Đến Mexico nhờ mang thai hộ, cặp đôi đồng tính không mang con về được Tây Ban Nha, tin từ Cancun, Quintana Roo, Mexico. Một đôi cặp vợ chồng đồng tính Tây Ban Nha nhờ có một người Mexico mang thai hộ, sinh một cặp song sinh nhưng họ không thể mang con trở về lại quê nhà vì thiếu sổ thông hành. Cả hai người này là Luis Delgado và Jose Antonio Fernandez đã được một người phụ nữ Mexico mang thai hộ và cho ra đời một cặp song sinh từ tháng 6, nhưng bị chính quyền Mexico từ chối cấp sổ thông hành để đưa con trở về nước. Delgado cho biết đã làm lễ kết hôn tại Mexico City hồi năm rồi và hai đứa trẻ được giấy cấp khai sinh sau khi ra đời, có cả giấy xét nghiệm Đông Nam Á và chỉ thiếu sổ thông hành để trở về lại Tây Ban Nha. Theo nhật báo El País, bang Tabasco của Mexico công nhận nguồn gốc đứa trẻ được sinh ra từ việc mang thai hộ. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Liên bang không đủ thẩm quyền để cấp sổ thông hành cho hai đứa trẻ. Trong khi đó, Tây Ban Nha chưa cho phép cặp vợ chồng đồng tính có con qua việc mang thai hộ và luật pháp nước này chỉ cho phép họ làm khai sinh cho con trẻ. Khi nào đó vợ chồng được cấp giấy chứng nhận là cha mẹ có con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Trong trường hợp không có giấy chứng nhận thì phải ghi tên của người mẹ trên giấy khai sinh để giúp hoàn tất thủ tục cuối cùng cho hai đứa trẻ sơ sinh. Thế nhưng hiện nay trên giấy khai sinh của trẻ chỉ có tên của hai ông bố. Các chuyên viên phân tích nói rằng hàng ngàn đứa trẻ của các cặp vợ chồng nhờ mang thai hộ có thể gặp trục trặc trong khi tiến hành thủ tục giấy tờ xác định nguồn gốc. Tình trạng này có thể khiến Mexico mất đi nguồn lợi tức từ ngành kinh doanh mang thai hộ hiện lên đến hàng triệu mỹ kim.